hello thân mến chào tất cả mọi người chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của mình ngày hôm nay mình sẽ kể một cái câu chuyện ma có thật thì khi mà mình còn ở bên việt nam mà chưa qua đây á trước lúc mình qua đây một tháng thì cái câu chuyện ma này có thật và đã, đã kêu bằng nhát những người thân trong gia đình của mình và ngày hôm nay mình sẽ kể cho tất cả mọi người nghe về cái câu chuyện ma này nó ghê như thế nào và nó có những cái điểm gì nó khác thường với những cái câu chuyện mà các cả mọi người biết nha thì mời mọi người theo dõi hai mình đã quay lại rồi đây à, cái câu chuyện ngày hôm nay muốn muốn kể cho tất cả mọi người nghe đó là à, cái câu chuyện của cái người hàng xóm kế bên nhà mình luôn thì à, cái ông đó là ông anh chồng của anh bà con mình thì nói chung là mình có ông anh bà con và cái ông đó ông lấy vợ và cái ông cái ông mà chết đó là anh chồng của cái bà vợ của ổng thì ổng là người chứng kiến và ổng là người đã từng bị nhát và gì ổng về ổng kể cho mình nghe thì nói chung là nó cũng sát bên vậy thôi cái ông kể cho mình nghe như vậy là cái ông đó cái đầu tiên là ổng chết bởi là ổng hình như là ổng nhậu xong rồi cái ổng đi tối thì ổng hay đi văng lưới bắt cá và bữa đó không biết sao ổng đi bắt cá mà tới uh, thường là thường là ông sẽ đi vào khoảng uh, 5 6 giờ chiều ổng đi giăng lưới ông bắt cá rồi, rồi uh, tới 10 giờ 11 giờ đêm ổng mới về. Uh, mà bữa đó sao mà trời bả ở nhà bả lại không thấy ông về. Xong cái bả mới uh, ra phía sau hè bả bả dòm thử coi ông về chưa. Tại vì ổng đi bằng xuồng, ổng đi ông giăng lưới bằng xuồng thì thì bả đi ra sau hè thì bả thấy ông cắm đầu ở dưới uh, ở dưới sông đó, mà theo kiểu là ở dưới quê mình á là có một cái 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 chỗ mà rửa rửa chén mà bắt ở dưới sông đó, ngồi ở trên đó rửa chén á thì ổng nửa trên nửa dưới ổng nằm ở, cái mình ổng nằm ở trên đây mà cái đầu ổng cắm ở dưới nước á cái xong cái bả mới hết hồn bả la quán lên bả la quán lên thì bắt đầu cái bả chạy vô với kêu con bả rồi bả chạy vô cái đầu con bả mới chạy đi kiếm người phụ thì bắt đầu mới ginh ổng vô trong nhà thì lúc đó là ổng đã chết rồi tại vì ổng cắm đầu dưới nước mà Ờ, ổng thì ổng hay say xỉn, ổng hay uống rượu, hay say xỉn lắm và ổng hay ăn lưới đêm. thì bữa đó chết kiểu đó cái đầu cái mình mới cái mọi người mới đi kêu coi ngày cho ổng và đi chôn thì coi ngày là nó không có ngày phù hợp, nó giống như là ổng chết 6 giờ, giống như là ổng chết 6 giờ rồi ổng chết uh, vừa 6 giờ mà mà sáu ngày nữa không có giờ để chôn thì họ coi cái ba uh, ngày sau là chôn ổng. Mà chôn ổng ở Nghĩa uh, địa, địa mà theo kiểu là 12 giờ đêm mới đi chôn các bạn biết cái xong uh, xong mày nói là tại vì quá 6 giờ thì không có giờ nào chôn hết là phải canh nghe cái giờ 12 giờ là coi như là giờ là không giờ đó không giờ để đi chôn thì bắt đầu mấy uh, bữa đó là mình đang ngủ mà nghe cái 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 uh, cái đám ma à đi ngang bắt đầu nó giọng đùng đùng bùm bùm người cái xong rồi người, người uh, cái tiếng cái đám ma đi ngang nhà bắt đầu nó nó, nó đánh trống bùng bùng này vậy đó cái mình nghe thì mình biết chứ mà mình mình cũng biết được là bữa đó là có cái ông đó ông chôn lúc 12 giờ đêm thì cái mình mới nói trời ơi ai mà giờ này đi chôn nửa đêm nữa hôm mà đi, đi chôn vậy cái mẹ mới nói thì bữa anh anh của mày nói đó là ông anh vợ của nó đó chết đó rồi bây giờ không có ngày giờ chôn mà chôn nửa đêm cái mình nói ờ à, vậy hả thì cái lúc đó tại lúc đó mình còn thức mình thức mình uh, uh, lúc đó mình bán hàng online mình thức khuya lắm, mình up bài uh, lên uh, Facebook rồi vô uh, uh, Zalo đồ cho nên nó hả mình thức khuya lắm. Cái uh, mình nghe được vậy cái mẹ mình mới nói uh, với mình là ừ là cái ông đó đó. xong rồi cái mấy ngày sau cả cả tuần sau vậy đó mình nghe anh mình là nhậu thì anh mình mới kể là nói vậy nè. là chỗ cái ông đó ông chết rồi bây giờ ông quậy quá trời luôn, có mình mới hỏi là quậy là quậy làm sao? cái uh, nói là kể là ổng á ổng về á ổng đi trên mái nhà nghe sộp 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 trên mái nhà vậy đó tại dưới nhà ở dưới quê thì thì thì, thì uh, nhà 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 lá mà khi các bạn đi là nó sẽ nghe sộp 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 gì nè cái lá mà đạp xuống á, nó sộp sộp gì đó cái xong cái ổng uh, uh, mới nói là ổng đi trên mái nhà nghe sộp sộp chảnh gì đó cái uh, đi ra coi thì không thấy ai hết nhưng mà ổng cứ đi tối ngày theo kiểu là cứ hồi là thấy đi qua hồi đi lại nghe tiếng đi sột 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 trên nóc nhà hoài vậy đó rồi hả ngủ á à, người trong nhà ngủ tại theo kiểu là nhà chỉ còn có, có hai người đàn bà ở thôi là bà vợ của ổng với nhỏ con gái cho nên nó mới thấy vậy mới thôi nhà có hai người phụ nữ không mà thôi bây giờ kêu thêm mấy mấy người thằng trai nữa lại ngủ đi cho mấy bà này bớt sợ tại mà ông mới chết mà cái xong cái kêu lại ngủ nói hả đang ngủ nửa đêm gì nắm 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 cái cái mền đó giục bỏ mọi người cái xong nắm mền giục bỏ cái ông anh của mình thì ông nói là khi ông thiêu thiểu, thiểu nằm ngủ ông thiêu thiểu, thiểu nằm ngủ cái thấy ông đè ông đó đó đè mấy ông này mà mấy ông đàn ông này hả cũng lì lắm mới lại ngủ theo kiểu là họ lì lắm họ mới lại ngủ họ chứ còn mấy thằng nhát nhát đâu dám lại ngủ lại ngủ để để theo kiểu là chấn ăn tinh thần hai bà này Thứ hai nữa là uh, tránh theo cái kiểu là hai đàn bà đêm ở trong nhà không người uh, người sợ uh, cướp bóc này kia hay gì đó rồi uh, uh, nói là giống như ở thời gian cho hai hai người này cứ mừng dạng dạng lại rồi bắt đầu mấy mấy uh, để cho hai người này sống bình thường lại <laughs> Với phần bà, bà ổng mất thì bà cũng buồn rồi bà bị sốc nữa cho nên nó hả lại ở ở với bả cho nó đông đông vui vui vậy đó <laughs> cái nó tối ngủ hả ông anh mình không nói hả hai thằng ngủ mà ngủ xong rồi đầu hôm thì nằm trên giường á tới nửa đêm cái mở mắt ra thấy hai thằng xuống dưới đất nằm hết trơn à xuống dưới đất nằm hết trơn à ông quăng xuống dưới đất hết trơn cái xong rồi bả cũng bị nhát luôn bả với nhỏ gái cũng bị nhát luôn bả nhỏ gái là ngủ vậy bả nói là bả cứ thấy có ai đi á theo kiểu bà nằm ngủ mà mơ mơ màng màng mà theo kiểu còn thấy á còn chưa có ngủ mê á cái thấy cứ có cái người có bóng người đi tới lui ở dưới chân giường á rồi mà bà nói hả rồi mở mắt ra theo kiểu là mình giật mình thức dậy mình mở mắt mình dòm thì mình không thấy ai hết trơn mà bà nói là cứ cứ thấy như vậy hoài á rồi một hồi cái mẹ nói có mấy bữa thì anh mình kể lại là nó đóng cửa ông đóng cửa nhà sau á ông mở cửa nhà sau ý đóng cửa nhà sau ông làm hoài cứ mở ra đóng vô mở ra đóng vô mà các bạn biết nhà dưới quê là nhà cây cửa cũng cửa cây mở cái nó kêu é cái xong đóng mày e e đó, y như phim ma vậy đó nó giống sao nó, mẹ ổng nói hả nghe cái tiếng mà ổng diễn tả lại là y như cái phim ma mà họ lòng trong cái phim gì đó cái hả nói hả là cứ mở cửa rồi đóng cửa rồi nó sợ quá trời sợ có đầu mới kêu thầy lại kêu thầy tụng thẻ rồi có đầu nói coi thử rồi tại sao lại như vậy thì mọi người người ta mới ông thầy mới nói là do ông chết 6 giờ thứ nhất ông chết 6 giờ thứ hai là chôn giờ 6 nữa cho nên bây giờ ông thành quỷ rồi chứ bây giờ ổng giống như là ổng thành quỷ rồi cái ổng sẽ phá mọi người như vậy đó thì bữa đó mới thỉnh thầy lại bà là ém bùa ém bùa ổng theo kiểu ém bùa lên cái mã ông luôn rồi ém bùa ông ở nhà đó ém luôn cho ông đừng có quậy nữa <laughs> tại vì còn mới á còn mới thì các bạn còn ém được giống như là lâu năm quá là các bạn sẽ không làm lại nọ không làm lại người ta đâu giống như là người ta chết ngay cái khung giờ đó chết ngay cái giờ xấu như vậy và họ mình chôn ngay cái giờ xấu như vậy là họ sẽ thành quỷ giống như cái khung giờ đó là khung giờ của ma quỷ mà ông chết ngay cái khung giờ đó là ông sẽ thành ma quỷ các bạn hiểu không đó là cái vấn đề là ở chỗ đó cái xong cái ông đó mình nói là ủa ông đó hồi đó ông hiền lắm mà lúc mà sống ông hiền lắm ông chỉ đi chăn lưới rồi rất là dễ thương nhưng mà khi chết qua đầu ông cứ nhát mọi người vậy đó theo kiểu là giết bóp cổ người này kia thì họ chắc không có nhưng mà cứ nhát vậy đó mà các bạn biết không mà nhát hoài như vậy thì cái con người của mình là cái sinh khí của mình nó sẽ giảm xuống và có nhiều người thì họ sẽ bị theo kiểu là lâu ngày và tháng ở đầu mang bệnh và chết đó cái xong cái mấy mướn thầy đi ra cái mã ổng ếm lại để cho theo kiểu ổng đừng có đi phá người ta nữa à, hoặc là không có đi quậy vợ con nữa rồi xong rồi bắt đầu mướn thầy về trục à, hồn ổng vô xong rồi bắt đầu nhốt lại bắt bỏ nhốt vô hũ thì cái lúc mà bắt uh, thầy bắt đó, thì mình không có lại coi tại tại vì mình không phải thân với nhà đó và mình cũng không quen biết với nhà đó cho nên mình không có lại coi cái xong cái ông anh mình ổng kể lại á mình cũng nhiều chuyện mình hỏi, mình hỏi anh bữa đó bắt bắt uh, ổng làm sao, cái xong ổng mới kể lại cho mình nghe. Ổng nói ừ là bữa đó ha, kêu hồn ổng lên rồi hồn ổng lên xong cái cho nhập xác. Cho nhập xác cái xong cái uh, nhập xác xong bắt đầu cái uh, hỏi, hỏi là tại sao lại phá vợ con vậy. Cái nó tôi đâu có phá đâu. Tôi thương uh, vợ con tôi về tôi thăm mà. Tôi về tôi thăm uh, tôi ở tôi thăm tôi bảo vệ. Chứ tôi đâu có phá. Ổng nói vậy đó nha. Cái xong cái uh, cái nói là Cười, tại sao hai đứa cháu nó lại nó nó ở nhà nó giữ nhà phụ cho mà tại sao đi 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 bắt nó luyện nó dưới dưới giường chi vậy cái đấy uh, thấy ghét ngái lợi hả ăn nhậu thấy ghét uh, bưng dục gì đó theo kiểu là hai ông hai ông này thì nhà đám ma mới chết mà theo kiểu người hai thằng ngồi ở không đâu có làm chuyện gì đâu thôi ngủ nhau làm lay ra vài ly gì đó ăn nhậu thấy ghét lụm quăng vậy đó không thích đó cái xong cái cái mấy kia cái, cái ông thầy ông mới nói là tại sao lại ghét nó nó con cháu nó lại nhà chơi nó 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 coi nhà dùm cho để cho người ta đừng ăn lại ăn trộm nhà cửa mà mà tại sao ghét nó à mốt không có gì nữa nghe không cái ngồi nín thình không trả lời không trả lời xong cái đầu nó nói thôi bây giờ đi tu đi bây giờ đi tu đi đừng nhà phá nữa cái uh, chứ bây giờ hả vợ ông với con ông sợ lắm ông làm gì hai vợ con ông sợ lắm rồi con cháu nó không lại nhà chơi được À, đừng có phá con cháu con cháu lại nhà chơi mà tại sao lại phá con cháu chi vậy nó lại nó thương nó lại nó thâm đó tại sao không mà 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 đi 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 dục nó vậy đi nhát nó vậy chi vậy nó lại nó cúng đồ cho ăn tại lúc đó vẫn còn cúng đồ ăn mọi người b... vẫn còn 49 ngày mà mới chôn có mấy ngày thôi à cái ổng ấy nói ổng uh, ấy nói uh, ừ tại không thích thì làm vậy đó cái xong cái uh, nói thôi bây giờ đi tu Bây giờ còn nếu như không đi tu là thầy bắt thầy chối lại à, thầy bắt thầy chối lại là mốt cho mốt cho cho theo kiểu là đau đớn trong 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 cái chỗ mà ổng nhốt à. Buồn và mà đau đớn trong đó nha. Bây giờ chịu không? Chịu đi tu không? Còn không đi tu là tôi nhốt vô tháp nha. Đó, cái xong cái cái ổng mới nói là không không chịu đi tu. Không, ở nhà giữ nhà chứ không đi tu. À rồi cái xong cái nói bây giờ nếu không đi tu thì thầy bắt thầy chối nha. Thầy bắt thầy chối thì nhốt vô tháp nha cái uh, nói uh, cũng không chịu luôn làm dữ ăn ăn làm dữ lắm ráng 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 vậy đó nát nổ rồi gừ với ông thầy vậy đó cái ông thầy ổng ổng mới lấy cái uh, cái cây cái, cái, cái kiếm gỗ của ổng cái ông dễ, dễ 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 vậy nè cái ông thổi vậy nè bắt đầu lăn ra la làng lăn ra la khóc khóc ô đau quá nóng quá này kia cái nọ làm gì đó cái đó hỏi cái bắt đầu cái ổng cho dãy một hồi cái xong ổng mới hỏi sợ chưa cái hỏi là sợ chưa cái ổng nói là không không sợ cái xong cái bắt đầu ông nói, ờ lì ha ờ được cái xong cái ổng vẽ tiếp ông thổi tiếp ông vẽ bùa xong thổi tiếp cái xong cái hả dãy lăn lộn khóc quá trời khóc luôn khóc một hồi cái xong cái, cái uh, năn nỉ uh, sợ rồi sợ rồi cái ông thầy hỏi bây giờ sợ chưa nói sợ cái hỏi bây giờ sợ thì sao sợ có đi tu không hay là sợ ở nhà quậy tiếp cái ổng uh, nói không đi tu cái nói lì ha bây giờ muốn bị đòn hay sao bây giờ không đi tu là là tại sao mà mà không chịu đi tu cái nói không uh, nhà tôi tôi ở tôi đi đâu không đi đâu hết trơn á ổng nói vậy đó cái xong cái uh, cái nó ừ ha bây giờ lì ha lì quýnh tiếp bây giờ sợ không không sợ thì quýnh tiếp nha cái xong ổng mới nói là ổng uh, nói sợ nhưng mà không đi tu dứt khoát không đi tu các bạn cái xong cái uh, ông thầy nói nếu như không đi tu gì đi theo thầy đi theo thầy, đi theo thầy theo kiểu đi làm thầy với thầy chịu không? còn còn đi theo thầy thì có ăn có uống đồ, không ở nhà quậy vợ con nữa. cái ngồi suy nghĩ, ngồi nín thinh nè, à, ngồi suy nghĩ, cái xong hỏi, bây giờ không chịu đi là quýnh nha. bây giờ bây giờ không được ở với vợ con để cho vợ con làm ăn, không có theo phá như vậy. cái bắt đầu cái ngồi chắc cũng nói qua nói lại sau đó, một lúc sau bắt đầu cái uh, chịu, chịu bắt đầu cái ông thầy bắt nhốt vô hũ bắt bỏ vô hũ làm phép, đọc thằng chú làm sao đó cái ông bọc có cái hũ gì nè hũ cái hũ hũ đá hũ đá nhỏ 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 mà có cái nắp đậy lên các bạn giống như trong mấy cái phim uh, kiếm hiệp đài loan mà nó có cái hũ tròn tròn này nó có cái nắp đậy lên đó cái ông ổng vẽ bùa cái xong ông ông bỏ cái lá bùa vô ở trong đây một lá xong rồi có ông ông vẽ bùa cái ông đốt đốt xong ông lấy nước đó đó cái ông ông tha lên cái miệng uh, miệng miệng chai nữa rồi xong rồi cái nước đó là ông gắt lên cái người của cái cái người mà bị đó cái người mà mượn xác đó gắt lên cái cái cái, cái người mượn xác đó xong có đầu cái cái uh, theo kiểu là ngồi run 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 ngồi run run miêm diêm vậy là cái họ cái bắt đầu mấy mấy bật ngửa ra xỉu theo kiểu là nó thoát ra nó thoát ra cái đầu cái người của mình vẫn chưa có nhập hồn vô được đó. cái xỉu cái người ở sau đỡ đỡ rồi xong rồi cái uh, cái lúc đó là mình thấy à, ông anh mình diễn tả là cái ông làm cái xong cái ông lấy cái nắp đậy lại đậy lại xong cái ông lấy cái nước mà ông giả bùa đó cái ông thoa lên thoa lên xong cái ông lấy miếng giấy đỏ chùm lại chùm lại ông, chùm lại, bắt đầu ông lấy cái cọng cái dây, dây dây đỏ đó chỉ đỏ đó ông cột lại nữa đó là bắt đầu là ông 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 kêu là bây giờ là ông sẽ đem cái đó về và cho nó đi theo để làm 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 à, theo kiểu làm tin à, giống như quỷ yêu cho ổng gì đó để cho ổng sai khiến là từ đó trở sau bắt đầu là bà vợ với nhỏ nhỏ con gái không có bị nhát nữa và những người lại chơi cũng không có bị nữa mà có có nhiều theo kiểu nhiều người họ nghe như vậy bắt đầu họ lại nhà của bà đó họ chơi họ rất là sợ mà nhà bà đó nghèo lắm à, tường thì xây bằng từng tường tường đá nhưng mà mái thì mái lá đó theo kiểu là ở dưới quê mình có cái kiểu mà cho nhà tình thương á thì bả được trong cái hộ nghèo được cho nhà tình thương thì nhà tình thương chỉ cho xây xây bốn bức tường thôi còn ở, ở cái máy ở trên nếu như có tiền thì xây máy ngói máy, 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 máy ton còn không có tiền thì mình muốn ở mát thì mình xây máy lá đó rồi cái xong cái uh, từ khi bị gì đó người ta không dám lại nhà máy chơi nữa sợ lắm và cái câu chuyện này là có thật mà kêu mình chết 6 giờ đó chôn 6 giờ đó chôn 6 giờ chết 6 giờ đó trời ơi mình nói trời ơi, sao chết mà mà chôn ngay 12 giờ đêm cái nói gì chứ không có giờ chôn theo kiểu tìm giờ phù hợp không có ra rồi phải chôn ngay ngay 12 không không giờ đó 12 giờ là không không giờ đó cái uh, nói hả đi đúng 12 giờ đêm luôn các bạn mới hào nguyệt ghê cái mình nói hả trời ơi rồi mấy cái ông mà đi, đi 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 chôn như vậy rồi làm sao tại vì các bạn khi mà các bạn hạ nguyệt xong rồi là mấy cái người ở lại họ xây xây mộ cho bộ khi mà cái người mà người ta hạ nguyệt xong xuống rồi đúng không là những người này là ở đây người ta đi về rồi còn mấy cái thằng mà ở lại mà nó xây mã đó là phải xây xây lắp lại để em thơ mưa ướt hoặc là nó, nó 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 thế này thế kia thường là hạ nguyệt xuống xong rồi cái người ở lại là họ xây mộ khi mà các bạn chôn buổi trưa hay buổi chiều gì cũng vậy lúc nào cũng vậy cái người xây mộ là phải ở lại xây xây cho xong cái mộ một phần cũng được nữa xong rồi ngày hôm sau xây tiếp chứ không có bỏ đó đó là câu chuyện có thật đó. nghe cũng ghê ghê mà bữa đó mình chạy ngang nhà của bà nội đó mình cũng sợ lắm chạy ngang nhà sợ sợ á thế kiểu là mình nghe được câu chuyện nhà này có cái ông đó chết mà ông, ổng quậy như vậy cái mình cũng ớn ớn đi ngang nhà ông mình cũng ớn ớn nhà cũng gần nhà mình cách 5 phút chạy xe 5 phút rồi và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu như mọi người còn yêu thích mình và ủng hộ kênh của mình thì nhớ đăng ký subscribe, ủng hộ và like cho mình ở video này nha. Đừng quên để lại comment bên dưới để nêu cảm nghĩ của mình về video này. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau.